Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI Parma cũng tổ chức trao quà tặng tri ân thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Công ty đã bàn giao 1.200 xuất quà cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tặng các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tại huyện Kim Động và thành phố Hưng Yên với tổng trị giá trên 2,16 tỷ đồng. Trong đó, mỗi xuất quà gồm 4 hộp sản phẩm kiện cốt vương trị giá 1,8 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động của dự án vì sức khỏe xương khớp của người Việt do công ty đang thực hiện. Được biết trong dịp này, công ty trao trên 17.000 xuất quà với hơn 70.000 sản phẩm chăm sóc sức khỏe xương khớp trị giá 30 tỷ đồng tặng các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tại các tỉnh như Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Hà Giang, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sinh ra ở Khoái Châu, Hưng Yên. Chính vì vậy mà khi mà nghĩ đến chương trình 27 tháng 7, ngoài việc tổ chức ở rất nhiều địa phương trên toàn quốc thì Hưng Yên là cái nơi đầu tiên mà tôi mong muốn được gửi tặng cái tấm lòng của mình, vừa là cái tình cảm tri ân đối với cả các gia đình thương binh liệt sĩ nhưng cũng là cái tình cảm tri ân đối với quê hương, chung tay với tỉnh chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách thương binh.